Rồi, hello anh em nhé. Em lên cho anh em ba cái bình xăng con máy 4 anh em. 130, 131 anh em nha. Cái nào cái này thì nó xuất sắc trên 90% nha. Đấy. Cái con này là nó siêu VIP luôn. Coi cái đồng tiền nghe nó là chờ vô nó mới ông nội rồi. Đây. Cái đồng tiền ra nó mới cỡ này. Cái miếng nhựa này nó còn trắng tươi luôn. Một em. Con này cũng vậy thôi. Con này thua hơn xíu. Con kia 90%, con này 85% thôi. Quá khủng long luôn. Đồng tiền ra nó. Nè, anh em mua một cái bình Vin ha. Chạy em chắc bình mới anh em là có ba xác được. Con này thì hai gâu. Con này thì nó siêu mới. Trời ơi trời, nó mới ông nội ơi. Cái đồng tiền chiếu 7 màu. Cái này là của 130 anh em. Đây nè, cái 130 đây nè. 130 cái cờ nghe này nè. Đây cờ nghe nó dài khác 131 ha. Đây thì nó hai gâu. Hai gâu, một gâu thì nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà nó cái cờ nghe này 131 là nó dài hơn nè. Đó. 130 thì nó có cái miếng bơm gió nó chia trước, nó xài này nó đóng nha, đóng tay. Còn cái này là gạch tay ha. Đấy, ba cái anh em nào có nhu cầu alo ha. Còn có ba cái thôi anh em ơi. Cái con 130 này nó quá tiễn luôn. Trời, update nó nè. Mới khủng khiếp. Còn dính nhựa đường nữa. Rồi, ok.